À, tiếp theo các bạn tạo một cái layer particle như thế này. Các bạn tạo một cái solid mới. Solid bạn tặng tên là particle. Particle là enter. Bạn cho cái in particle vào. Rồi, các bạn chọn cái hiệu ứng là starlight. Bạn kéo chỗ này. Bạn chọn là star dạng sao đó các bạn. Chỗ này các bạn chọn để cho nó rơi xuống, các bạn chọn cái chỗ dương này. Các bạn cho cái size nó lớn lên một chút. Không, 10 là vừa các bạn. Kéo trục Z nha các bạn, có cái chiều sâu nha các bạn. Trục A, trục X, Z. Rồi, các bạn tắt hạ chế độ xuống, các bạn review thử. Các bạn bấm phím 0, các bạn review. Bạn phải là hậu ha. Rồi các bạn tạo thêm một cái logo như thế này. Bạn cũng tạo một cái cô layer mới solid. Mình đã đặt bạn một tên là logo. Logo enter. Bạn cho cái lục in 3D này vào. Bạn bỏ vào đây. Các bạn open Illustrator file. Đấy, các bạn mở cái logo của mình ở đây. Các bạn có thể review ở đây. Open. Rồi, các bạn chọn option để chỉnh điều chỉnh cái logo 3D của mình. Hơi yếu các bạn. Rồi, đây. Cái chỗ này các bạn cho một smooth chấm đẹp.
quân đơn A nó chọn hết bạn đồ xoay các bạn dùng các bạn mang internet để trừ để dùng nhỏ lại các bạn cho chỗ này độ dài nó 20 đi các bạn. Rồi các bạn áp chất liệu cho nên là cái phòng nhìn của chúng ta đây là bản cái chất liệu này bạn có thể chọn bản chất liệu đây dạng các bạn có thể thông một dạng một bạc đây tôi thử tô màu bạc thử xem ở đây màu màu này thử xem màu tối quá trong bạc đi ờ các bạn muốn ra trừ các bạn xoay bạn zoom lên xem đó, các bạn vào chỗ like các bạn chỉnh ánh sáng đây bạn thấy nó chưa được bạn xem thử ok xem thử nha các bạn tạo cái lớp camera bạn chọn logo